Đây các bạn, đây là cái bếp lò nhà mình các bạn. Cái bếp lò này đã được mình xây cách đây hơn 18 năm rồi các bạn. Đây, hồi đó mình xây cho nhà mình xài các bạn. Hồi xưa mà chưa có bếp ga đồ, mình xài bếp củi các bạn. Đó. Với lại mình ở quê mà mình xài bếp củi cho nó tiện các bạn. Nó đỡ tốn các bạn ha. Bây giờ thì ba má mình vẫn xài cái bếp này các bạn. Xài bếp ga thì để nấu ăn đồ các thứ thôi. Còn ở đây thì hiện tại là bây giờ là ba mình nấu nước rồi nấu cơm cho chó ăn các bạn. Đó. Hầm xương đồ các thứ các bạn, để nó đỡ tốn ga các bạn. Rồi cái này hồi đó là mình xây ba cái lò này các bạn. Các bạn xem thông cảm nha, tại vì cái nhà bếp mình nó hơi tối các bạn. Để mình lấy nét lại cho các bạn xem. Đó. Ở đây mình xây là nó có ba lò lận. Nhưng mà do ít xài ba mình bít cái lò trong cùng rồi. Ba mình gắn cái cắm khói vô cái chỗ đó. Chứ hồi xưa là mình xây cắm khói nó nằm bên hông phía sau các bạn. Đó. Rồi lý do mà tại sao mình xây nó như thế này nha các bạn là do là đây mình ví dụ như mình ốc nồi cơm bên này. Cái nó cơm nó sôi chứ các bạn, cái mình bỏ nó qua bên đây. Cái bên đây mình nấu nước hay mình nấu đồ ăn gì bên đây á các bạn. Là lửa nó lòn qua là nó chín cơm luôn các bạn. Là mình không phải chụm nhiều lò nó mắc công các bạn. Để tiết kiệm nữa các bạn. Đỡ tốn củi nữa ha. Đó. Chứ nếu mà xây nhiều cửa thì các bạn phải chụm nhiều cửa. Và các bạn làm cái ống khói nó cũng phải có nhiều nhiều cái lỗ hút khói. Đó, thì nó nhờ cái gió nó nhờ cái ống khói nó đưa lên trời nó hơi cái gió nó thổi ngang qua nó hút các bạn, nó hút lửa vô. Nó hút khói lên trời luôn. Nhưng mà giờ sau hơn 18 năm sử dụng thì bây giờ nó bị sập đây rồi các bạn. Đó, cho nên hôm nay mình sẽ đi phục chế lại nó các bạn. Và các bạn muốn biết lý do mà cái bếp của mình xài hơn 18 năm nó mới hư các bạn. Mời các bạn theo mình nhé. Do mà cái bếp của mình xài nó bền đến hơn 18 năm nó mới bắt đầu một thôi các bạn. Đây là cái cục gạch sa tích các bạn. Cục gạch này là cục gạch hồi thời Pháp các bạn ha. Gạch này hồi xưa thời Pháp người ta xây mấy cái lò hơi để mà lấy hơi nóng lên để xông mủ cho nó chín đó các bạn, mủ cao su thời Pháp đó các bạn. Đây cục gạch nó nè các bạn, đây nấu mười mấy năm nó vẫn còn vậy các bạn.
Đây ha các bạn ha, nó có nhiều loại khác nhau các bạn, nó có một cái loại mà một cái đầu nó dày, cái đầu nó mỏng nữa các bạn. Đây cục gạch xa tích các bạn ha, với lại đây nữa là cái đất gò mối các bạn, cái đất ủ mối các bạn, mình lấy từ cái ủ mối xong mình đập ra rồi mình làm ha, rồi mình trộn thêm một ít xi măng vô cho nó tăng cái độ kết dính các bạn. Mình trộn xi măng ít thôi các bạn, nếu mình trộn nhiều quá là nó nứt hết rồi các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi phục chế lại nó các bạn. Sau khi mình phục chế lại cái bếp cho ba má mình, là cái bếp này sử dụng sau 18 năm thì nó đã hư các bạn, hơn 18 năm. Bây giờ mình làm lại ha các bạn. Mình vẫn tận dụng lại các cái gạch cũ ha. Rồi mình lấy cái đất ủ mối rồi mình trộn thêm tí xi măng vô cho nó tăng độ kết dính các bạn. Rồi mình làm lại. Chế lại nó như vậy các bạn. Tại vì bên đây á, mình không có nấu lửa bên đây, mà chủ yếu là cái bếp lửa nó, mình chụp nó nằm bên này các bạn. Đây cái cửa lò nó nằm đây các bạn. Cho nên là mình kiểu mình phục chế là mình làm bên đây cho nó chắc chắn, để mình nấu lửa thường xuyên, nó không có
lâu hơn các bạn, xài nó bền. Mình nấu là thì ba mình là cứ hầm xương hay gì là bỏ ở đây các bạn, nấu nước nấu đồ. Ví dụ như nấu cơm á, thì nấu nồi bên bếp bên đây cho nó sôi, rồi cái mình nhấc qua đây, cái mình nấu cái khác bên đây thì cái lửa nó hơi nóng, nó lòn qua là cơm nó chín luôn các bạn. Nên mình không cần phải nấu hay, mình làm nhiều cửa ha. Rồi các bạn xem video của mình mà thấy hay thì các bạn cho mình xin một like, mà các bạn nhớ đăng ký kênh để giúp mình nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình rất nhiều. Xin chào các bạn.